kính thưa thầy bùi thủ hoàng à, kính thưa các anh chị đồng nghiệp à, tôi là bác sĩ tấn được cái đặt hàng à, làm sao mà mình nói một cái bài à, cho anh em đồng nghiệp ở bên à, nội khoa nghe cho nên là sẽ cố gắng à, trình bày một cách đơn giản nhất à, về áp xe và rò hồ môn thật ra cái bài đặt hàng là rò hồ môn nhưng mà bởi vì hai cái này nó liên quan chặt chẽ với nhau cho nên là mình mình không thể tách rời nhau ra được và dạ, cái phần trình bày thì gồm có bốn phần sẽ lần lượt trình bày từng cái cái phần một thứ nhất là đại cương thì người ta thấy là áp xe và rò hồ môn thường gặp ghê lắm à, nó đứng thứ cái hàng thứ hai sau trĩ, và đa số thì nó nằm ở cái tuổi trung niên nam thì bị nhiều hơn nữ à, về mặt định nghĩa thì người ta nói là đó là một cái một cái kênh thông nối bất thường giữa một cái lòng ống hậu môn với cái vùng da xung quanh. À, có một cái đặc điểm là bao giờ người ta cũng nhắc là nó có hiện tượng biểu mô hóa đường rò và chính cái biểu mô hóa đường rò này làm cho cái đường rò nó không có tự nhiên nó lành được. À, một cái cách mà dễ dễ hình dung là hai cái môi của mình nó dính nhau hoài mà nó nó chẳng bao giờ nó nó tự lành với nhau. Nhưng mà nếu mà mình mình cắt đi để áp sát với nhau là nó sẽ liền với nhau à, và cái đó là sau này thì mình cũng sẽ thấy là trong cái các cái phương pháp điều trị đó nó có một cái phương pháp gọi là cắt mở đường rò thì chút xíu nữa thể sẽ, sẽ trình bày để các anh chị sẽ sẽ dễ hiểu hơn à, về mặt nguyên nhân thì cái này là do viêm tắc cái ống tuyến ở ở môn à, trong đó cộng với một số cái yếu tố thuận lợi à, nhắc tới bệnh Crohn đó là cái chủ đề hôm nay mà mình trình bày ở đây cái phần thứ hai là về mặt giải phẫu ứng dụng à, thì ở đây mình đề cập tới hai việc cái việc thứ nhất là các cái tuyến hầu môn à, quý đồng nghiệp cũng thấy là các cái tuyến hầu môn nó nằm ở cái cơ thắt trong nằm ở cái cơ thắt trong cái nhiệm vụ của nó thì người ta thấy là nó tiết ra một số chất nhầy với cái mục tiêu là bôi trơn để cho cái khối phân nó đi qua mà nó dễ dàng hơn và thứ hai là nó tạo mùi và cái cái tuyến này là cái 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 nguồn gốc của mọi cái cái viêm nhiễm áp xe hoặc là rò hầu môn ở đây à, một cái cấu trúc giải phẫu thứ hai mà chúng tôi cũng muốn lưu ý với quý anh chị đồng nghiệp đó là cái cơ thác hầu môn bởi vì khi mình phẫu thuật cái vùng này thì bao giờ mình cũng quan tâm tới là làm sao mà vẫn giữ được cái đi cầu tự chủ. Nếu mà mình mổ mà mình để lại cái hậu quả đi cầu mất tự chủ thì thôi, thà mình đừng mổ. Ở đây cái đồng nghiệp cũng thấy là mình, cái này là cơ thắt trong. Thật ra cái cơ thắt trong là nó giống như là cái cơ vòng của ống tiêu hóa thôi. Nó là nó là cơ trên, còn phía ngoài này là mình có cơ thắt ngoài cái cơ thắt ngoài thì nó là cơ vân chính vì vậy nó có thể điều khiển theo cái cái ý của mình được cái cơ thắt ngoài thì quý đồng nghiệp thấy mình có ba cái bó cái bó này là bó dưới da ha mỗi lần mà mình nhíu cái hầu môn lại đó cái da nó hơi nhăn nhăn là nhờ cái này một cái bó thứ hai là cái cái bó nông ha, cái bó nông cái bó thứ ba là bó sâu và cái bó sâu này nó có những cái thớ nó hòa lẫn với cái cơ mưu trực tràng cái cơ mưu trực tràng chính là một cái thành phần của cơ năng hậu môn ở đây là các khoang hậu môn các khoang hậu môn thì ở đây mình thấy cái khoang này người ta gọi là khoang ngồi hậu môn thật ra cái bài này thì chủ yếu là làm sao mình nhớ được cái mình thuộc các cái cái tên các cái vị trí thôi cho nó không có gì khó chứ còn mình khi mà mình chưa thuộc cái tên cái mình đọc mình nghe mình rối ha, cái khoang này là khoang ngồi hậu môn còn cái này là cơ nâng thì đương nhiên cái phía trên nó là cái khoang trên cơ nâng rồi giữa hai cái cơ thắt trong và thất ngoài thì cái đó là gian cơ thắt nó vậy thôi còn chung quanh cái lỗ hậu môn thì đó là khoang quanh hậu môn còn nếu mà nằm dưới niêm thì mình gọi là dưới niêm ha, như vậy quý anh chị thấy ở đây mình có là khoang gian cơ thác này khoang uh, hầu môn ngồi hậu môn này để khoang tên uh, trên cơ nâng này còn phía sau thì mình thấy cái này là phía sau trực tràng phía trên là trực tràng còn phía dưới là hầu môn thì cái này là khoang sau trực tràng này rồi khoang trên cơ nâng này rồi khoang sau hậu môn sâu này khoang sau hậu môn nâng nông này ha, thì cái đó là một số cái khái niệm mà để cho dễ theo dõi thì mình mình cần nhớ. Và ở đây là cái này là một cái hình vẽ mà để để cho thấy là cái khoang nó nó có cái hình như móng ngựa đó, tức là từ một cái vị trí này nó có thể lan qua cái vị trí khác để nó hình thành một cái một cái áp xe hình móng ngựa ha, cái đó là một cái cấu trúc về mặt giải phẫu để mình có thể lý giải được. Dạ, ở đây thì người ta đề cập tới một cái hệ thống ba vòng ba vòng à, người ta đề cập tới cái này tại vì hoạt động của cái hậu môn thì nó hay đề cập tới cái này thì ở đây mình 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 sẽ nhìn thấy cái này là cái cái bó dưới da của cơ thắt ngoài rồi tới cái bó nông của cơ thắt ngoài và nó bám phía sau vào cái cái xương cụt cái phía trước này người ta kêu là à, trung tâm cân đáy chậu trung tâm cân đáy chậu thì cái cái trung tâm cân đáy chậu này nó nó quan trọng ghê lắm ha, người ta có thể ví như là một cái nhược một, một cái ngón tay rồi mình mình cột mấy cái dây thun lại với nhau để mà nó tạo thành một cái cái hoành chậu không hay là mình gọi chung chung sàn chậu đi cũng được thì nếu mà nó tuột cái này ra là mấy cái dây thun nó bứt đi chỗ khác hết rồi ha, cho nên là đối với những cái phụ nữ mà sanh đẻ thì bao giờ người ta cũng chủ động để người ta người ta sẽ người ta cắt cái tầng sinh môn ở cái vị trí khoảng chừng 6 7 giờ ha để tránh mà mình xé rách cái cái, cái gọi là trung tâm cân đáy chậu này nếu mà nó phá vỡ cái trung tâm cân đáy chậu này thì sau đó mình sẽ để một loạt các cái hệ lụy xa tử cung rồi đi tiểu không kiểm soát rồi đủ thứ hết cho nên là bằng mọi giá phải bảo vệ được cái trung tâm cân đáy chậu Còn cái phần sâu của cái bó cơ thắt ngoài thì nó hòa lẫn vào cái cái cơ mu trực tràng ha, à, cơ mu trực tràng. Còn ở đây nói tới các cái vị tiểu của đường rò thì như vậy mình cũng dễ dễ nhận diện thôi. Cái này nằm dưới niêm thì mình gọi là rò dưới rò dưới niêm. Còn cái chỗ này gian cơ thắt thì mình gọi là rò gian cơ thắt. Còn cái ông này xuyên cơ thác thì mình gọi là xuyên cơ thác. Ông này trên cơ thác thì mình gọi là trên cơ thác. Còn ông này nằm ngoài cơ thác luôn thì mình gọi là ngoài cơ thác. Đó thì cũng dễ nhớ thôi. À, tiếp theo cái phần gọi là nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh. Thì như vậy ở cái phần trình bày hồi nãy thì quý đồng nghiệp cũng thấy là nó liên quan tới khe và tuyến bất cứ một cái nguyên nhân nào mà gắt gây cái tắc nghẽn cái khe tuyến này thì nó giống viêm ruột thừa vậy đó thì sau đó nó ứ động rồi nó tạo viêm áp xe là một cái giai đoạn cấp mà sau đó nó hình thành đường rò và khi hình thành đường rò như vậy thì quý anh chị thấy là lâu ngày á cái niêm mạc từ ở trong nó bò ra cái da ở ngoài nó bò vô và nó hình thành nó, biểu mô hóa được rò và khi nó đã biểu mô hóa đường rò rồi thì nó không thể nào nó tự lành được đây cái hình ảnh này nó cũng uh, mô tả lại hay là thể hiện lại những cái gì mà tôi vừa trình bày ở cái slide trước và người ta nhận thấy là 50% các cái trường hợp mà áp xe hormone á quanh hồ môn thì sau đó nó sẽ uh, chuyển thành một cái cái rò môn mạng tính như vậy là đó là cái giả thuyết khe tuyến viêm tắc các cái tuyến dẫn tới áp xe rồi phá vỡ ra tạo thành đường rò còn những cái yếu tố thuận lợi thì ở đây trong đó có bệnh Crohn rồi mình thì người ta xếp vào cái nhóm gọi là yếu tố thuận lợi. Chứ còn người ta cũng không nói rõ là Crohn chính Crohn là gây ra rồi. Thì như vậy là quý anh chị nhìn thấy mình có áp xe này, có IBD này, có chấn thương vùng hậu môn này, có lao này hoặc là mình do mình phẫu thuật mình xạ gì đấy, à, cái đó anh ta xếp vào cái nhóm yếu tố thuận lợi. À, về mặt phân loại. Thì cũng xin phép nhắc lại thôi. Lần cho nhớ, à, tức là mình gọi là áp xe ở hố ngồi hầu môn, rồi trên cơ nâng, rồi quanh hầu môn, rồi dưới niêm, rồi gian cơ thắt. À. Còn đối với rò hầu môn thì cái tác giả này thì nổi tiếng quá rồi. À ông ấy phân làm bốn nhóm chính thì mình cũng dễ nhớ thì mình có gian cơ thác này có xuyên cơ thác này có trên cơ thác này và ngoài cơ thác ở đây thì gian cơ thác này quý anh chị thấy ha? nó nằm giữa hai cái cơ thác trong và cơ thác ngoài thì mình gọi là gian cơ thác còn ở đây là xuyên cơ thác này nhưng mà cái xuyên cơ thác cái phía bên này thì nó là xuyên lên trên cơ nâng luôn còn bên này thì nó vẫn còn dưới cơ năng. Thì mình thấy sao mình nói vậy thôi. Còn ở đây là rò hồ môn trên cơ thắt. Còn nếu mà nó nằm ngoài cơ thắt luôn thì mình gọi là ngoài cơ thắt. Cái này mới trên thôi chứ ở ngoài. Đấy, ý vậy đó. Đây cái hình này là rò hồ môn ngoài cơ thắt. còn rò phức tạp là sao? thỉnh thoảng mình hay nghe cái từ gọi là rò phức tạp, thì mình chỉ cần một trong các cái dấu hiệu sau thì mình gọi là rò phức tạp rồi. thì trong đó có cái ông cron nhà mình, cứ rò mà có cron là rò phức tạp. À, như, như vậy là rò phức tạp thì quý đồng nghiệp cũng thấy là mình mình chắc là mình điều trị nó sẽ khó rồi. thì ở đây mình có này, nếu mà đường rò mà xuyên trên 30% phần trăm cơ thắt ngoài là phức tạp rò hình móng ngựa này, rồi rò ở cái gọi là đáy chậu trước hay là đáy chậu nhiều dục của nữ thì người ta cũng xếp vào cái nhóm này. hoặc là nhiều đường, hoặc là tái phát, hoặc là do crohn hoặc là tiền căng xạ trị, hoặc hay là... sao quá xa quá xa rồi, tức là có đại tiện mất tự chủ hoặc là rò qua một cái cấu trúc lân cận. ví dụ nó rò vừa hầu môn rồi âm đạo rồi rò vào bọng đái rồi vân vân thì người ta xếp vào cái nhóm rò phức tạp về mặt chẩn đoán thì áp xe thì dễ rồi ta cứ sưng cục sưng nóng đỏ đau là là áp xe còn đối với rò thì cũng dễ nhớ Thế là nếu mà mình thấy một cái nhọt ở quanh cái lỗ hầu môn mà cứ lâu lâu nó thích thì nó chảy rồi nó tự lành rồi lâu lâu nó chảy mà mình tưởng là uống kháng sinh nó làm nhân phải cái diễn tiếng nó vậy Nó là nó tự lành xong rồi là tự vỡ mũ rồi nó chảy lâu rồi người ta thấy khó chịu người ta đi khám thì cái đó mình phải nghĩ là rò. ở đây họ lưu ý với mình là cần thăm khám toàn diện có hệ thống x quang đường rò thì hiện nay thì có ý nghĩa lịch sử nhiều hơn hồi nãy tiến sĩ đức có nói rồi rồi siêu âm qua cái lòng hầu môn thì ưu uh, nhược điểm hồi nãy tiến sức đức cũng có nói rồi ha bởi vì nó nó vừa không có phổ biến này rồi đánh giá nó cũng không như đủ các cái tiêu chuẩn như mình mong muốn cho nên nó vẫn không có ứng dụng rộng rãi được và cuối cùng là em ra ở đây xin nhấn mạnh thêm một việc nữa là mình cố gắng chẩn đoán nguyên nhân cố gắng chẩn đoán nguyên nhân trong đó có Cron. có có Chrome. tại hôm nay mình chủ đề Cron mà đây cái hình ảnh này cho thấy là tại vì nhiều khi mình khám cái vùng này mình ngại đúng không dòm dòm thôi không làm gì ha nhưng mà ta nhấn mạnh nhìn là không đủ ha mà phải thăm khám bằng hậu bằng ngón tay thăm khám hậu môn trực tràng mà ta biểu mình là thăm khám phải có hệ thống thì nữa thì mới được và dạ, cái hình này hồi nãy anh đức có chiếu rồi nên là mình siêu âm qua lòng trực tràng à lòng hầu môn hay lòng hầu môn cái này là hình ảnh em rai bao giờ mà người ta nói tới rò hầu môn thì bao giờ người ta cũng nhắc tới cái định luật bushel bao giờ người ta cũng nói tới cái này cái định luật này nó yêu cầu mình phải mô tả bốn việc một lỗ ngoài thứ hai lỗ trong thứ ba đường đi ra sao rồi có cái đường rò thứ phá không và cuối cùng nếu được nữa thì mình hãy tìm một số cái đặc điểm sang thương ở hậu môn trực tràng để có thể gợi ý một cái bình lý nào đó à, đứng về phương diện lâm sàng mà nói nếu mà người làm à, hậu môn trực tràng nhiều á, thì mình mình nhìn cái cái đường rò nhìn cái vết lét có khi mình mình đoán được cái đó là do lao hay không do lao là cái đặc điểm do lao là cái mô đỏ mà nó hình thành cái cái mô sơ nó không nhiều mình nhìn là mình đoán được một số cái phân biệt ví dụ như là áp xe rò vùng mông vì một lý do nào đó hoặc là bệnh rò cái tuyến bạc thoa lên ở phụ nữ hoặc là bệnh tổ lông gì đấy thì cái này mình mình chẩn đoán được cái phần cuối cùng là cái phần điều trị và cũng sẽ trình bày gọi là hết sức đơn giản để cho quý anh chị có thể mình có thể nắm nắm tốt được về mặt nguyên tắc điều trị. Đối với áp xe thì đương nhiên là mình mình phải rạch tháo lưu rồi. Đương nhiên mình phải dùng kháng sinh. Còn cái chuyện mà cắt mở đường rò hay không á thì cái này mình phải tính toán. À, một cái nghiên cứu khoảng chừng 500 trường hợp thì sau rạch tháo lưu áp xe người ta có cộng thêm với các mở đường rò và cái nhóm còn lại là không thì người ta thấy rằng là cái nhóm mà có các mở đường rò kèm theo đó thì cái tỷ lệ tái phát thấp hơn đương nhiên rồi nhưng mà cái tỷ lệ mà gọi là đi cầu mất tự chủ thì nhiều hơn thì cái đó mình cứ trình bày với bệnh nhân thôi để cho bệnh nhân ta chọn dù thích ít tái phát hay là thích cái khả năng mà đi cầu mất tự chủ cao hơn ha thì mình cái này mình cũng cần phải giải thích cho anh ta hiểu còn đối với rò thì như vậy quý đồng nghiệp cũng thấy là hồi nãy mình nói rồi khi mà đường rò nó hình thành nó đã có biểu mô hóa đường rò rồi thì mình đừng có hy vọng là mình điều trị nội khoa nó thành công đã biểu mô hóa đường rò rồi thì không thể thì như vậy chỉ có phẫu thuật thôi mà phẫu thuật thì mình mình cần lưu ý những cái nguyên tắc gì cái nguyên tắc đầu tiên bao giờ người ta cũng nói là làm sao phải bảo vệ cho bằng được cơ thắt, bảo vệ cho được chức năng đại tiện. Thứ hai là mình cắt bỏ cái đường rò, thứ ba là mình loại trừ được nhiễm trùng và cuối cùng là tránh tái phát. À, trong đó cái nguyên tắc mà màu đỏ này, à, bao giờ mình cũng phải lưu ý. Như vậy thì mình thấy dẫn lưu thì mình có thể dẫn lưu ra ngoài. Ha quý đồng nghiệp thấy ở đây mình sẽ mình mình dẫn lưu ra ngoài hoặc là mình dẫn lưu vào trong lòng trực tràng luôn một số trường hợp mà áp, áp xe dưới dưới niêm mạc á, thì mình mình mở mình cho nó tháo lưu vào trong lòng trực tràng luôn cũng được ở đây thì mình vừa rạch tháo lưu mà mình vừa cột cái dây thun ha à, quý đồng nghiệp thấy mình cột cái dây thun Ở đây mình cột cái dây thun này nó hơi lỏng lỏng một chút cho mình không phải siết cổ nó, mình không phải siết chặt nó. Thì khi mình mình cột lỏng kiểu này có nghĩa là mình không cắt đứt cơ thắt. Và cái mục tiêu của cái dẫn lưu kiểu này, mục tiêu là để cho tháo lưu cho tốt, nó không có khép miệng thôi. Thì với cái kiểu dẫn lưu này thì mục tiêu chính là là để tháo lưu. Còn cái này cũng dẫn lưu rồi cũng có cột dây thun nhưng mà kiểu này là cutting, tin là mình cắt thì mình thắc mắc tại sao ông lấy dao cắt xoẹt một cái cho nó xong còn cắt lòng vòng vậy là bởi vì nếu mà mình cắt vậy là mình đứt cái cái cơ thắt mà mình sẽ bị cái hậu quả là đi cầu mất từ chủ còn mình cắt kiểu này thì mình cắt từ từ cho mình cắt tới đâu nó lành tới đó cắt tới đâu nó lành tới đó và mình có thể hình dung giống như mình mình lấy một cái một cái cây nước đá ha. hồi đó mình mình có hai cái nước đá cây á mình để bên này qua bên kia để hỏng ở giữa mình lấy một cái cọng kẽm mình treo chút quanh rồi mình treo một quả tạ thì sau một cái thời gian các anh chị thấy là quả tạ nó cắt đứt cái cái cây nước đá rớt dưới đất đúng không mà cây nước đá nó vẫn còn nguyên tức là nó cắt tới đâu nó lành tới đó nó cắt tới đâu nó lành tới đó nó sẽ gây hoại tử do thiếu máu nhưng mà nó cũng đủ thời gian để nó nó lành sẹo. Và mình như vậy thì mình vừa đạt được cái tiêu cái 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 ý mình mong muốn là mình cắt mở được đường rò nhưng mà mình vẫn bảo tồn được cái cái cơ thắt. Còn cái ông này là áp xe hình móng ngựa rồi. ha thì như vậy quý đồng nghiệp cũng thấy là khi mà áp xe hình móng ngựa thì rạch búi xua luôn ha chỗ nào cũng rập à, cái đít là gần như là tan nát hết ha à, thì mình cố gắng đừng có để xảy ra cái chuyện này cái đó là áp xe còn với đường rò thì sao ừ, một trong những cái giải pháp gọi là cắt mở đường rò đó là vậy thì mình mình sẽ ra cho nó mở ra thôi. và khi mình mình sẽ ra mình mở ra như vậy thì cái mô liên kết chung quanh nó vẫn các cái tế nguyên bào sợi nó vẫn mọc vô để nó lành sẹo được còn nếu mà nó một cái ống biểu mô kiểu này thì không thể nào lành sẹo được đúng không quý anh chị à, thì cái này gọi là cắt mở đường rò và khi mình cắt mở đường rò như vậy mình sẽ đối diện với nguy cơ là mình cắt đứt cái cơ thắt chính vì vậy mình chỉ ứng dụng trong một số trường hợp ví dụ rò gian cơ thắt này tức là mình cắt cái cơ thắt trong thôi hoặc là xuyên cơ thắt ngoài nhưng mà thấp thôi dưới 30% mới được còn trên 30% là coi chừng. Một cái cách thứ hai là cắt bỏ đường rò. Hồi nãy là mình xẻ thôi. Thì nó muốn lành nó phải chung kiểu này. Còn bây giờ mình chơi nguyên ống luôn. Thì tức là tứ phía nó có thể lành xèo tốt được. Thì như vậy đứng về phương diện mà lành bệnh thì mình cắt bỏ đường rò thì cái hiệu quả lành bệnh nó sẽ cao hơn là cắt mở đường rò ở đây có hai cái hình để mà minh họa cái cái điều mà tôi mới trình bày với quý đồng nghiệp ha, cái này là mình cắt mở đúng không thì cái cái mặt sau này nó vẫn còn là biểu mô này nó vẫn còn là mô sơ này còn ông bên này là mình chơi nguyên cụm luôn ha, thì chỗ nào nó cũng lành vô được hết và cái hình bên này là mình xẻ này còn cái hình bên này cắt bỏ này Rồi cột đường rò bằng dây thun ha, Thì mình nếu mà mình cột kiểu này nó là cột lỏng lão Lỏng lỏng kiểu này Thì coi như mình không cắt Còn mà mình cột chặt đó siết từ từ ha, Quý đồng nghiệp thấy là nó cắt từ từ này, Cắt từ từ cắt từ từ ha, Thì nó mình sẽ được Cái này là tạo vạt trượt Có một số trường hợp mình cắt không được Ví dụ như là trên cơ thắt hoặc là ngoài có thác luôn thì mình đâu có dám nhiều khi mình không dám cắt thì người ta làm cái cái tạo vạt trượt kiểu này tức là mình làm một cái vạt hay mình làm cái một cái vạt rồi mình kéo mình mình che cái cái lỗ rò trong à. cái này một cái kỹ thuật nữa là gọi là cột cắt cột cái đường rò giang cơ thắt là cái phần nào mà không liên quan cơ thác mình cắt bỏ được mình cắt còn phần nào mình cắt không được mình sợ để lại cái hậu quả đi cầu mất tự chủ thì mình để lại thì ở đây mình đi vào cái cái khe gian cơ thắt Rồi mình xử lý cái phần này này ha mình gọi là mình cái phần nào mình cắt bỏ được thì mình cắt bỏ còn phần nào mình không cắt bỏ được thì mình mình để lại một số phương pháp mới thì cái này hình như là mình cũng chưa có ứng dụng rộng rãi thì ví dụ như mình tạo nút rò collagen này rồi mình bơm keo fibrin này thì người ta thấy khi mình bơm keo fibrin này nó sẽ kích thích những cái nguyên bào sợi ha, để nó có thể nó nó lành sẹo và cái hiện tượng lành sẹo nó có thể xảy ra sau 2 tuần nó nó lành một cái miệng pháp mới nè gần đây người ta hay nhắc tới tế bào gốc và nó cũng ứng dụng trong cái điều trị rò hồng môn luôn đó dùng cái liệu pháp tế bào gốc hoặc là từ lấy của người khác đó là dì sinh hoặc là từ lấy của mình luôn ha, là tự thân cái đặc điểm chung của những cái phương pháp này là đơn giản này mình bảo tồn được cơ thác này thì vì thường mình chỉ định cho những cái trường hợp mà do phức thạp trong đó có Crohn trong đó có Crohn sở dĩ mình 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 chọn những cái phương pháp mới này là mục tiêu là mình bảo tồn cơ thác thôi. mình sợ gây tổn thương cơ thác và khi nó tổn thương cơ thác rồi nó để lại một cái hậu quả mà mình rất khó sửa chữa người ta thấy là mà cái cái tế bào gốc mà từ mô mỡ đó thì khi mình sử dụng cái này thì cái khả năng hay là cái tỷ lệ thành công nó cao hẳn hơn hẳn so với cái nhóm mà uh, chỉ có bơm keo fibrin cái ông này thì cái tỷ lệ thành công được 70% lẫn ông kia chừng 20% mà cái đây là cái hình ảnh mình tạo cái nuốt đường rò bằng collagen còn cái này là mình là mình hút mỡ này. Xong rồi mình nuôi cái cái tế bào mỡ này. Ha, rồi mình uh, chiếc chiết lọc này. Rồi mình để cho nó mọc khá khá một chút này Sau đó mình mình bơm lại, mình bơm lại. Và trên đây là một số cái uh, cái ý mà tôi muốn trình bày sao cho đơn giản nhất, mong là uh, các anh chị nghe được. Dạ yeah, xin cảm ơn uh, sự lắng nghe của quý anh chị. <laughs> xin cảm ơn uh, bác sĩ Hoàng Nhân Tấn.